Thưa quý vị và các bạn, trong phiên mở lại xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến dự án Mũi Đèn Đỏ, giữa nguyên đơn là 29 hộ dân và bị đơn là công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula. Mới đây, đại diện phía bị đơn tiếp tục xin hoãn phiên tòa vì người đại diện ủy quyền cho công ty đang là F1 phải cách ly theo dõi. Hội đồng xét xử sau khi xác minh tại trạm y tế cơ sở đã thông báo tiếp tục hoãn phiên tòa và chưa ấn định lịch mở lại cụ thể. Cụ thể, tại phiên tòa, công ty Sài Gòn Peninsula tiếp tục có đơn xin hoãn. Trong đơn, ba đại diện ủy quyền của công ty là bà Vũ Thị Nhung, ông Lê Quang Hoàng và ông Nguyễn Duy Tần cho biết đã tiếp xúc với 3 F0 tại tòa nhà công ty ở quận 1 và một văn phòng ở phường Tân Hưng quận 7 vào ngày 16 tháng 11. Phía bị đơn cho rằng họ tuân thủ quy định phòng chống dịch nên ba người phải tự xét nghiệm các lần tiếp theo và thực hiện cách ly tại nhà. Kèm theo đó, bị đơn cung cấp danh sách 23 F1 do trạm y tế phường Tân Hưng quận 7 đóng dấu xác nhận có tên ba đại diện nói trên. Nhằm làm rõ những nội dung nói trên và làm cơ sở phúc đáp cho phía nguyên đơn khi họ cho rằng bị đơn nhiều lần tìm cớ cản trở hoạt động xét xử kéo dài vụ việc. Hội đồng xét xử đã tạm dừng phiên tòa để trực tiếp đến trạm y tế phường Tân Hưng xác minh thực tế và công bố trực tiếp tại tòa. Từ những kết quả xác minh trên, hội đồng xét xử thông báo hoãn phiên tòa, đồng thời đề nghị bị đơn cung cấp kết quả PCR lần 2 và tình trạng sức khỏe của các đại diện để hội đồng xét xử lên lịch mở lại phiên tòa.